chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 272. Có một cô kia, có một đứa con nho nhỏ, ẵm đến chùa. Đứa bé này nó nói chuyện ngọng nghịu, vô trong trường học mà cô giáo nói với mẹ nó rằng kêu đưa đến bác sĩ mổ ngay gần cổ nó cái gì đó. Khi mẹ nó đưa nó đi mổ, mổ xong rồi nói chuyện càng ngọng hơn. Mẹ nó kể Nhân Đức nghe vậy, xong Nhân Đức nói, Nhân Đức từng đọc một câu chuyện niệm Phật cảm ứng. Cái người này nói chuyện ngọng nghịu mà lớn à, lớn tuổi. Ông thường nói chuyện tiếng ngọng vậy lắm. Nhưng khi ông niệm Phật cái tiếng ông lại ít ngọng. Có một đêm ông ngủ thì nằm mộng thấy một người to lớn, tự nhiên nắm cái lưỡi của ông kéo đau dữ lắm, ông la lên, la dữ lắm. Khi ông giật mình thức dậy thì hết ngọng. Đó là niệm Phật cảm ứng. Còn chính Nhân Đức thấy rõ ràng cái người này ở ngoài đời luôn, là huynh đệ tu chung. Cái chú này ổng cà lâm, tiếng cà lâm nói chuyện là cứ cái lâu dữ lắm mới nói chuyện được. Mà khi cái tiếng cái đó mà nó qua, mà ổng bắt vô câu chuyện ổng nói là ổng nói nhanh, tranh thủ luôn. Thế chậm lại là nó cái nữa, cà lâm mà. Vậy đó mà ổng niệm Phật, bây giờ ông tụng kinh được luôn. Cà lâm mà bây giờ ông tụng kinh được luôn. Tụng kinh dẫn chúng được, nên là xác thực 100%. Tụng kinh dẫn chúng được. Thì vì thấy rõ ràng là tu hành từ từ nó chuyển nghiệp. Nếu như con mình con nít từ khi còn nhỏ gì, đeo cái máy niệm Phật gì cho cháu, rồi dạy cho niệm Phật, nhưng Đức tin chắc rằng cho niệm Phật chiếc sẽ đỡ tối đa luôn. Thì niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, bị cà lâm rồi bị ngọng nghịu là túc nghiệp. Niệm Phật mới tiêu túc nghiệp. Mình mổ nó không phù hợp, mổ nó không phù hợp. Nó tóm lại là cái người gặp học pháp là người tin sâu nhân quả. Mà đã là tin sâu nhân quả rồi, tất cả sự cố gì trong cuộc đời mình gặp phải đều từ ngay chỗ mình đã từng thao tác. Vậy thì bây giờ mình tụng kinh niệm Phật, mình dùng câu Phật hiệu đi đứng nằm ngồi, mình niệm. Rồi ăn chay phóng sanh, những cái việc làm này thù thắng, nó có cái sự chuyển nghiệp rất thù thắng. Nhớ, phải tin 100%. Nó có kết quả rất là lớn. Khi mình làm, mình phải tin kìa, thì cái sự chuyển hóa hay dữ lắm. Nhưng Đức thấy có rất nhiều cháu nhỏ đi đến chùa mình. Các cháu bị này bị kia, nhưng mà về chùa mình nghe như Đức dạy, con nít từ khi còn nhỏ niệm Phật là nó có sự chuyển hóa còn mau hơn người lớn. Giống như một cái cây mà còn non, mình uống còn dễ hơn cái cây già, đúng không? Nên đứa con nít còn nhỏ mà nó gặp Phật pháp là chuyển nghiệp rất là mau, nhất là gặp cái pháp niệm Phật này nè. Nên con mình nên đeo máy niệm Phật cho nó. Cái lợi ích mà đeo máy niệm Phật rất là lớn.
Cái lợi ích đem lại niệm Phật lớn dữ lắm. Chùa lúc trước có một số mấy con kỳ mình thấy nó mang thân súc sanh đến chùa ở cũng là có duyên, mang cái thằng chó khổ. Những đức khi họp với chúng, những đức thường ưa chỉ nó rằng cũng là duyên huynh đệ gì tu chung hoặc là tỷ muội tu chung, nhưng mà tu làm việc gì sai quấy nè. Nên đời này mình thì được làm thân người mà bạn này làm chó. Cái khi nhà Đức nói mặt nó ngậm ngùi lắm, chó ngậm ngùi lắm. Xong nhà Đức nói mấy cô lấy cái máy niệm Phật của những đức đeo vô cần cổ cho nó, đi đâu cũng được nghe niệm Phật đi, chạy đâu cũng kết duyên được nhiều loài chúng sanh. Mong rằng nhờ cái phước báo đó chuyển nghiệp càng sớm càng tốt. Nhiều con chó mình nó chết nhỏ xíu quý vị, chưa có lớn quá là đã chết rồi, nhiều lắm. Mỗi lần mà chó con mới đẻ là những đức quy y, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Bàn sanh là súc sanh. Rồi những đức niệm Phật cho nghe, những đức còn đặt cho pháp danh. Nhưng mà đa phần chết hết à, đều để máy niệm Phật gần cái chỗ xin đẻ cho chó con được nghe. Từ khi mẹ chó mang thai thì cũng để máy niệm Phật, chó con cũng ảnh hưởng. Rồi khi sanh ra còn sống thì cũng nghe câu Phật hiệu, mà chết đi cầu nguyện cho chó con được chuyển kiếp, đừng làm súc sanh. Mà như Đức thấy mấy con chó nó không có sống lâu, chết queo chưa, chắc là tái sinh tiêu nghiệp chuyển kiếp súc sanh. Nhất là bên Đại Tùng Lâm là đẻ bao nhiêu bầy chó, nhưng mà như Đức làm gì sao chó con chết queo chứ, ngộ ghê. Chứ nếu mà nó lớn bình thường thì không biết bao nhiêu con chó nó nhiều dữ lắm. Bên Đại Tùng Lâm có thầy Nhẫn Độ, hồi đó ban đầu từ một con chó mà lụm về nuôi, mà như Đức đặt liên tí. Vậy mà một con liên tí mà nó sanh ra 5-6 bầy. Nhưng mà sau này mấy chó con những đức làm gì sao nó chết xíu xíu chết chưa. Những đức nghĩ rằng là chắc tái sinh, mang thân súc sanh khổ quá, nghiệp quả mà. Giờ nghe câu Phật hiệu niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, mà nghe danh hiệu Phật cũng tiêu túc nghiệp. 48 lời nguyện có một lời nguyện rằng khi nghe danh hiệu Phật lúc gần chết, dù là không cầu sanh cực lạc cũng sanh vào gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh. Cái danh hiệu Phật lớn như vậy thôi, công đức lớn gì đó. Nên con cháu của mình mà mình đeo máy niệm Phật cho nó, một là phước báo nó tăng lên, hai là thọ mạng nó ra đi nó cũng tốt đẹp. Tại được nghe niệm Phật. Nhiều người không biết, nghĩ rằng đeo máy niệm Phật là như người chết. Vậy chùa mình niệm Phật quanh năm, các cụ chùa mình đa phần sống thọ, ai cũng khỏe và sống thọ. Khi ra đi thì nhẹ nhàng. Nói rõ ràng luôn, con người
sống trong cuộc đời này nó có thỏa mãn quý vị, chứ không phải nó muốn chết là chết đâu. Mình phải tin sâu nhân quả. Diêm Vương đòi canh ba thì không lưu lại canh tứ, mà Diêm Vương đòi là không phải tùy tiện đòi, mà là thỏa mãn ai đến mới đòi người đó chứ, đúng không? Nên từ nơi đó mà chúng ta thường đem máy niệm Phật, thường niệm Phật. Rồi con mình sinh ra đời ngọng nghịu cả lắm, cứ đem máy niệm Phật cho nó, cho nó nghe câu Phật hiểu đi. Rồi có những đứa con nít nó sinh ra đời còn nhỏ thôi mà nó bệnh kỳ cục lắm vậy. Lúc đó có đứa con nít mới sinh ra thôi mà nó yếu, yếu vậy lắm luôn. Ba mẹ nó để máy niệm Phật cho nó nghe suốt, vậy mà thời gian nó mạnh khỏe lại, sống tiếp tục rất là tốt, lớn lên rất là dễ thương, rất là ngoan. Có một cái đứa bé đòn ở Vũng Tàu của chị Mai ưa ẩm lên, bữa đó chụp hình đây nè, dễ thương gì đó. Mẹ nó mà gần đẻ luôn mà bà lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, lại xong bà đi đẻ luôn, đẻ nó. Mà nó dễ thương, đừng có nói mà nó dễ, cực kỳ dễ, đến chùa là không nghe tiếng khóc, không nghe tiếng khóc, gặp những đức lẫn mắt chùa gẫu nhìn, nhìn. Mặt dễ thương lắm. Đứa bé đó mà gọi là đứa bé phước báo, đứa bé may mắn. Thấy mặt là dễ thương. Cái những đứa bé nó không phải đẹp gì đâu quý vị, mà nó rất dễ thương. Cái công đức niệm Phật này nó sanh duyên, sanh phước. Nhớ nghe. Công đức niệm Phật nó sanh duyên, sanh phước rất là thù thắng. Nên mỗi một con người phải biết được cái sự lợi ích của công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Dù nghiệp duyên nặng cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cái công đức niệm Phật niệm là chuyển nghiệp. Tại tổ sư đó nói niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Nên câu Phật hiệu này áp dụng trong tất cả cái cuộc sống mình, mỗi ngày để áp dụng câu Phật hiệu vào thì lợi ích lớn, vô cùng lớn. Nhưng phải tin, giống như mình làm một cái việc gì mình phải tin thì nó mới có cảm ứng. Nhân đức trải nghiệm qua mười mấy năm gặp Phật Pháp, niệm Phật, tin chứ lắm. Làm bao nhiêu sự việc trong cuộc đời của mình, những đức thấy nó đều có cảm ứng. Mai đây tổ chức chương trình khiếm thị, những đức thường nói với chúc dù mình có cuộc sống được bình yên, mình làm được việc phước thiện này hay. Người mù, người què quặt, người tật nguyền khắp nơi nơi tập trung về, mình giúp cho người ta được nghe Pháp, niệm Phật, rồi cho chúng sanh khắp nơi nơi người ta được tặng tiền cho người khiếm thị. Mình làm những việc này thì chúng chùa mình phước báo càng tăng lên. Lợi ích lớn mà. Nên chùa mình duyên phước thù thắng, nhờ mình có cuộc sống mình còn làm nhiều việc. Sáng thấy hòa thượng 80 mấy tuổi mà còn đi còn chỉ đạo coi công trình tiếp tục xây ở ngoài cổng chùa. Nghe nói mấy dãy nhà nó xây sau này tương lai nuôi các cụ ông rồi đó. Lúc trước nghe hòa thượng nói. Nên những đức nói với mấy anh em gần gũi với hòa thượng mình, học hòa thượng ngay cái tích. Hòa thượng đâu phát cái nguyện gì kiên trì làm cho bằng được. Nên nhiều việc hòa thượng làm được là do cái sự kiên nhẫn của hòa thượng. Đạt đến mục tiêu hòa thượng kiên nhẫn ghê. Đã phát cái nguyện gì làm cho bằng được. Từ khi cái đó không đủ duyên thì thôi. Thì cũng làm những cái duyên lợi ích đó. Còn người mình làm cái gì mà mình
dễ bỏ cuộc quá, mình thất bại, không có chí nguyện lớn, thua. Cái người gặp Phật pháp, cái người tu học nó phải có chí nguyện cho lớn. Mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình sống những ngày tháng ý nghĩa trong cuộc đời, mình phát nguyện đời này mình phải sanh về cực lạc, đây cũng là chí nguyện. Chí nguyện. Nên nhiều người tại sao trong cuộc đời người ta làm được rất nhiều việc ý nghĩa là vì chính bản thân của người ta thường phát nguyện. Phát cái nguyện cũng giống như là ngoài đời là một lời thề, nó tăng thêm cái sức mạnh cho quý vị. Còn mình làm cái gì mình nói thôi được, được, được thì thôi. Vậy thì con người mình nó không có kiên định tâm, nó không có tăng thêm sức mạnh quyết chí. Nên mình làm cái gì mình phải tăng thêm sức mạnh quyết chí mới thành công được. Còn mình không tăng thêm cái sức mạnh quyết chí thì mình thất bại. Phải hiểu. Giống như mình gặp Pháp Môn Tịnh Độ, mình nguyện cả đời này mình niệm Phật không thay đổi. Cái lòng tin kiên cố đó, khi mình niệm Phật nhiều cảm ứng, niệm Phật có nhiều cảm ứng. Còn mình không tăng thêm cái tâm mạnh mẽ thì mình niệm Phật khó cảm ứng. Nhớ. Cái tâm quyết chí là cái tâm phát nguyện. Mà khi mình phát nguyện làm việc gì cho chúng sanh thì có cảm ứng. Giống như những đức tổ chức chương trình khiếm thị, nhất định có cảm ứng. Tại làm gì chúng sanh mà. Niệm gì chúng sanh, không có một ý định gì danh lợi lợi ích cho bản thân mình, lợi ích cho người ta không. Toàn là rủ Phật tử về cúng dường cho người ta không. Cho người ta không. Lợi ích cho người ta. Sắp cả ban tổ chức trong chùa lo lắng phục vụ giúp cho người khiếm thị. Một chương trình mới bị coi hơn 4.000 người, 5.000 người bị nghỉ. Số lượng đông lắm chứ giỡn đâu. Giờ người ta được niệm Phật, giảng pháp cho người ta nghe. Bao việc ý nghĩa trong cuộc đời, ta được lợi ích. Làm những việc đó, nhờ những đức niệm Phật, gặp Tịnh Độ mà những đức làm được bao nhiêu chuyện vậy. Chứ nếu như những đức mà không niệm Phật thì sao những đức làm được những việc này. Ngoài đời bản thân mình còn không có tiền xài, đừng nói chi cho tiền người ta. Mà trong nhà Phật dạy, càng bố thí thì càng nhiều. Nên nhớ, cái đồng tiền khiếm thị, đồng tiền mà thí dụ như mọi người đưa cho mình làm chương trình khiếm thị phải nghiêm túc đàng hoàng. Đó là đồng tiền tam bảo, làm cho đàng hoàng, tuyệt đối không có gì cá nhân mình bất cứ một cái gì. Nhớ, cái đồng tiền trong Phật pháp, cái đồng tiền của chúng sanh đưa cho mình tuyệt đối phải nghiêm túc đàng hoàng, không có một ý niệm gì riêng biệt cá nhân hết. Nhớ nghe, không có ý niệm gì riêng biệt cá nhân mình. Chứ nếu không là mình phạm phải cái việc ăn cắp của tam bảo. Thí dụ như bao nhiêu con người nghèo khổ, người ta càng có được chút xíu tiền bạc, mà mình là người có thể có được cơm ăn áo bạn, có cuộc sống, mà mình lại nhận cái của mà chúng sanh khổ đau này nè, thì quý vị kẹt lắm á. Tại vì đây gọi là chương trình tặng tiền cho người khiếm thị, khiếm tật, người khổ đau vô cùng mới nhận. Mà mình á, mà dùng đồng tiền này thì mình dùng cái khổ của chúng sanh, cái khổ nó quay về mình. Nguyên lý này phải nhớ. Cái khổ của người ta, người ta cần được nhận, mình đi nhận cái này, mình về mình dùng thì mình đang nhận cái khổ. Tại vì cái quy tắc chương trình khiếm thị là để tặng cho người khiếm thị, khiếm tật, khổ đau. Mà trong đó những người khỏe là giả dạng vào đó để nhận đồng tiền này, vậy thì quý vị lãnh cái khổ rồi. Còn mình mà người ta đưa tiền cho mình làm những việc này, mà mình đi lấy tiền này mình xài riêng cá nhân, thì mình chịu cái quả báo cực kỳ lớn luôn. Nên những đức từ khi tổ chức chương trình khiếm thị tới bây giờ, cái đồng tiền khiếm thị là không bao giờ những đức nghĩ đến cái chuyện lo cho chúng,
toàn là cái quỹ của trong chùa bỏ ra để làm chương trình khiếm thị với Phật tử, rồi hùng hập vào nhưng mà cũng không đủ vào đâu, không đủ vào đâu. Toàn lấy thêm cái quỹ nuôi cái cụ già chích ra để lo chương trình khiếm thị. Nên những đức nói với mấy anh em trong chùa, những đức nói đời như đức lại đủ duyên nuôi con người mà không đủ duyên nuôi chùa. Nên bắt đầu từ hôm nay như đức tán thán việc xây chùa, để cho nhiều người, ai người ta gặp xây chùa người ta cũng cúng dường xây chùa. Cái duyên của mình từ đó mà kết duyên với việc xây chùa, đời đời kiếp kiếp mình tái sinh đến với cuộc đời này, duyên nuôi người cũng có mà duyên xây chùa cũng được luôn. Hai mặt độ sanh dễ hơn. Gieo cái nhân thì gặt cái quả quý vị. Mình gieo cái nhân là gặt cái quả. Còn mình không chịu gieo nhân thì sao mình có quả? Nếu đời này mà mình nuôi người dễ mà xây chùa khó thì mình cũng bị trở ngại. Nên từ nơi đó tiện bề nhất là khâu nào cái gì mình làm cũng được, tiện bề. Là do mình gieo nhân mình gặt quả chứ sao. Nên Phật tử cũng vậy, thấy nơi nào xây chùa chiền, tạo tượng đúc chuông, đó là sự tồn tại lâu dài. Một cái chuông gõ cũng lâu dài, một đồng một cắc bỏ vào cúng dường tam bảo để làm Phật sự. Đài Quán Âm xây chùa chiền, dù nơi đó chưa có đông người đến, quý vị cứ thấy cái duyên gì cứ cúng dường tam bảo, nhớ cúng dường tam bảo để làm Phật sự thôi. Biết đâu một ngày nào tự nhiên ngôi chùa đó thịnh vượng sao. Có những ngôi chùa khi xây không có ai, nhưng mà sau này tự nhiên thịnh vượng lên. Ngày xưa như Đức đi đến hậu pháp đây cũng có người gì đâu, mà giờ đông vậy ta. Chính hòa thượng mình có lần ngày ngồi ngày nói chuyện, ngày nói hồi xưa bên Đại Tùng Lâm xây một số dãy nhà đi điện nhỏ xíu à. Tại vì sao? Vì nghĩ số lượng người cũng không có đông, lâu lâu sàn lặn. Nhưng không ngờ sau này đậu tràng niệm Phật quá đông, bây giờ phải đi đường điện khác, đường điện to lại. Hòa thượng nói rõ ràng cho Đức nghe vậy đó. Thì ra rõ ràng quý vị ơi, mỗi lần xây chùa tạo tượng đúng chuông, mình cứ chung tay cúng dường tam bảo đi. Vì cái nơi đó sau này nó sẽ đông lên thì sao? Thì đặc biệt cái nhân nó đi đến thành quả, nó có thời gian. Nên người ta phát tâm làm, mình chỉ cần phát tâm chung tay. Việc này thù thắng lắm Phật tử, càng suy nghĩ càng thấy thù thắng. Nên lúc trước những đức có những bài chia sẻ Phật pháp, ví dụ mình được sử dụng không cần sở hữu, nhưng mà bây giờ càng tu những đức mới càng thấy con người phải cần gieo duyên rộng lớn. Mọi mặt thiện mặt tốt nó từng chút từng chút, chúng ta đều gieo duyên. Giống như con người chúng ta sống trong cuộc đời này, đâu có ai mà bản thân mình một mình có thể làm tất cả để mình sống đâu. Mình đều hỗ trợ cho nhau hết chứ. Ví dụ như bác nông dân có trồng được lúa, nhưng bác đâu có gì được dạy, bác đâu có làm được dép, nhiều đồ cá nhân bạn đó bác đâu có làm được. Nên nhiều người làm những việc đó, còn bác thì làm ra lúa mạ cho người ta dùng. Người làm ra được những sản phẩm khác thì phải cần có lúa, những người làm sản phẩm kia thì cũng cần có sản phẩm này. Nên cuộc sống trong cuộc đời này đó là đều là hỗ trợ nhau. Nhớ câu hỗ trợ nhau. Vậy thì chùa này thịnh, chùa kia chưa thịnh, xây lên mình cũng hỗ trợ chúng ta, cũng ít lòng nhiều. Kết duyên chứ. Cả đời mình nên kết duyên cái việc xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Nên là đối với con người cũng giúp người, đối xây chùa cũng làm, mọi mặt đều là cái duyên mình về cực lạc trở lại duyên độ sanh rộng. Mọi mặt mình đều đã từng kết duyên. Thí dụ như ngôi chùa này mình cúng dường xây dựng, mình niệm Phật sanh cực lạc mình trở lại, thì cái duyên này mình vô chùa mình ở được ngay ngôi chùa này. Hoặc mình đến đây ở ngay ngôi chùa này mình độ sanh được. Có những ngôi chùa người ta xây mà đời nào đó người đó đi đến đó làm chủ trì ở trong chùa đó lại độ sanh, là do gì? Cái duyên họ đã từng gieo, từng gieo duyên mới có thành quả này chứ. Nên tất cả hàng Phật tử phải mở rộng cái tâm, gieo duyên thành quả, chân thật mà làm đi. Đi đâu, đi đến ngôi chùa nào đều có tâm cúng dường tam bảo.
thấy ai làm việc thiện việc tốt gì đều có tâm hỗ trợ cúng dường tam bảo, không có tiền thì bằng một cái tâm tỳ hỷ cầu nguyện cho người ta được thành tựu sở nguyện của người ta. Việc này tốt mà quý vị. Như cuộc đời của đại lão ở Thượng Đình Không, ngày nào làm rất nhiều việc, đi đến chùa nào ngày cũng gieo duyên. Thì các ngài khi về cực lạc trở lại thì cái duyên độ sanh các ngài rộng, rất là đặc biệt. Nên mỗi một con người chúng ta có tâm tu duyên tu phước, tuy một câu vật hiệu là đại thù thắng, nhưng cái hành động của chúng ta làm trong cái nhân sinh này phải cố gắng. Nên chương trình khiếm thị, mình có điều kiện, mình chân thật nhiệt tình hết lòng mà làm. Vì đây là chương trình nhân văn lắm quý vị, đúng lắm, đặc biệt lắm. Mà Nhà nước làm bằng cả tấm lòng mình chân thật mà làm. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta khi nghe Pháp Môn Tịnh Độ sống cuộc đời có ý nghĩa, gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thay đổi, sống những ngày tháng làm việc ý nghĩa trong cuộc đời, tín nguyện niệm Phật kiên cố không thay đổi, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, siêng năng niệm Phật bất cứ lúc nào thọ mạng đến với chúng ta, thì điều nguyện sanh cực lạc, niệm Phật sanh cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh